chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình nha. Ngày hôm nay thì mình với ông xã đi săn đồ các bạn. Đi vô trong rock này săn đồ. Săn đồ hàng hiệu giảm giá nha mọi người. Ok. Đi. Đi theo chân mình nha. Chi chi. Cửa hàng này mọi người. Đó. Ngày hôm nay mình sẽ săn giày. Coi giày bữa nay có mẫu nào đẹp không? Có mẫu mới không? Hôm bữa mình coi trên eBay đồ giảm giá. Không, cái đâu của em nó không, nó khác mẫu chút xíu. Nít hay gì vậy? Nhỏ xíu à? Yeah. Đôi này đẹp nè. Đôi đó hả? Đôi này nhiêu vậy? 22 rồi. Em muốn mua cái... Quá đẹp luôn á. Giờ cũng không biết rồi thôi. Ừ. Em mê mấy đôi thứ này nè. Để cái guốc nó. Để màn nó trở lại cho bạn đó. Chú coi nè, đó. Mới mua cái này ở trong tiệm Rod về nè. Cho nên bây giờ anh gấp, anh chơi. Gấp đi con, gấp đi, ABC đi. Rồi ok, mình sẽ ra ngoài mình khui đồ tiếp nha. Múa vậy hả con? Đâu, cái đít đâu, cái đít bị đau đâu, cái đít bị đau đâu chị mày ơi. Đít đau chỗ nào đâu? Hả? Hôm nay hai vợ chồng mình đi mua đồ sale được. Cái tiệm Rod này là tiệm bán đồ giảm giá các bạn. Thì mình mua khoảng 200 mấy đô mọi người. Đây là mọi người thấy không? Đó, 200 mấy đô ha. 211 đô. Thì mình sẽ khui cho mọi người xem để mình có được những gì nha các bạn. Bây giờ mình sẽ khui cái này trước coi ông xã mình mua cái gì. Ồ, ông mua cái áo khoác các bạn. Áo khoác, áo lạnh, áo khoác lạnh, ấm, giữ ấm. Cái áo này có cái hai cái túi nè. Có cái nón, có cái hình logo trước và hai cái túi để xem coi này nó bán nhiêu đây. Cái áo này giống cái hàng của Kevin hôm bữa mình mua kìa. Giá của nó là 24 đồng, giá gốc của nó là 24 đồng các bạn, và giảm còn ở tiệm Rose này nó bán còn 15 đồng. Đây giá niêm yết của nó nè các bạn, giá niêm yết của nó là 50 mấy đồng nè. Bạn thấy không? 54 đồng nó bán còn 15 đồng. Rồi á. Giày. Nãy mình kiếm mua giày cho Henry nhưng mà nó rất là nhiều mẫu mà nó lại không lựa được nhiều các bạn. Chỉ có cái loại cái mẫu này size 11. Đây. Các bạn xem à, dễ thương ha. Đó, cưng ghê. Đây mẫu giày nè, đó. Siêu siêu dễ thương luôn. Đó, mọi người thấy đẹp không? Cái mẫu này á, giá của nó là 17 đồng 99 sen. Để coi giá gốc. Không thấy giá gốc. Nhưng mà cái giá chưa giảm á, là 30 đồng. Đó, Cumbria gì đó là 30 đồng. Thì giảm còn 17 đồng 99. Với chồng mình ổng mua thêm một cái bóp. Mua thêm một cái bóp để đựng. Tại vì bóp ở nhà nó bị rách hết rồi. Và cái không biết mình lựa làm sao á, mà nó còn có cái hộp này không à. Cái nắp đâu mất tiêu rồi. À đây nè, cái nắp nè các bạn. Đây cái nắp đây. Đây cái nắp nè. Nguyên một cái hộp của nó là như thế này các bạn. Đó, nguyên một hộp như vậy. Đó, các bạn thấy đẹp không? Cái hộp cũng đẹp đó các bạn ha. Cái hiệu này. À, cái hiệu này ông xã mình không nói xài bền hơn. Các bạn thấy à, cái bóp da mềm lắm mọi người ơi. Da cực kỳ mềm luôn á. Và cái giá của nó là 24 đồng chưa giảm. Thì giảm rồi còn 12 đồng. Giá rốt nó bán là sẽ rẻ hơn 12 đồng. Da rất là êm luôn các bạn. Cái loại này không phải là da mà cái loại này là vải. Nó dạy kaki á các bạn, dạy kaki á. Đó. Cái hiệu
Hiệu này hiệu gì quên tiêu rồi. Hiệu gì của giày á, Adidas hay phải không các bạn? Không phải, Adidas là cái mẫu cái thương hiệu khác đó. 12 đồng, 12 đồng 99. Nè các bạn thấy không? 12 đồng 99 nè. Rồi á. Đây, mình xả mình đóng lửa mấy cái áo nè. Áo. Áo khoác, áo lạnh. Mình á thì mình thích mấy cái mẫu giống như vậy lắm luôn á. Mặc nó ấm mà nó mát, mà về Việt Nam mặc cũng được luôn, về Việt Nam mặc nó cũng mát luôn các bạn. Thì cái này á, giá của nó là 29 đồng 99. Thì giá mà mình mua là 10 đồng 99 là coi như 11 đồng. Đấy, các bạn thấy không? Hai cái giá nè các bạn thấy không? Đó, giá 20 mấy đồng là chưa có vô cái tiệm này, còn vô cái tiệm này là nó giảm xuống. Đây một cái nữa nè. Áo nam này các bạn, áo nam này ở bên đây rẻ lắm các bạn ơi. Nè các bạn coi nè. Đó. 10 đồng cái. Tính ra 11 đồng cái. À, 200 khoảng 240 cái áo. Đây các bạn. 240 cái. À. Bạn đẹp không? Nó có hai cái túi nè, hai cái túi ngay đây nữa nè. Mình nói để bữa nào mà chuẩn bị gần về á, mình sẽ mua cho anh hai mình. Đó. Các bạn thấy không? Tại thường á ở bên Việt Nam mình á size bự rất là mắc. Size nhỏ nhỏ thì nó rẻ mà size bự nó mắc lắm các bạn. À. Đó. Ở trong này nó có một lớp nỉ. À, nó mát. Rồi để coi cái này. Cái này cũng vậy luôn, cái này 10 đồng. Cái này giảm còn 10 đồng. 9 đồng 99 là coi như 10 đồng. Giá của nó là 64 đồng các bạn. Giá của nó nè. Giá của nó 64 đồng. Rồi, mình khui xong cái phần đồ bịch này rồi, giờ mình tới cái bịch này. Đây. Hồi nãy có mua hộp bánh nữa mọi người. Hộp bánh này 3 đồng 99. Tính ra cũng không có rẻ lắm. Và cái tiệm chợ chai hình nó có 2 đồng 99 nè. Cái này nó mắc hơn đồng. Đây, hồi nãy mình có lựa cho mình được một cái đập. Nó giảm giá nè. Đây là mình lựa cho mình được một cái đầm nè các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Nó có dây đeo luôn. Nó có tặng cho mình một cọng dây đeo. Đó. Dây đeo cũng dễ thương không mọi người. Nè thấy không? Đó, cái đầm như vậy đó các bạn. Mình mặc qua gối. Ha. Giải này giải cô tông. Cô tông này mặc ở Việt Nam cũng mát lắm. Mát lạnh luôn các bạn. À, hồi nãy á, mình lựa tất cả là 3 đôi giày cao. Đó, mình lựa một cái đôi thứ này với một cái đôi kia là beo mà có cái nơ ở trên này nè, rất là dễ thương. Nhưng mà do mình dòm á, mình suy nghĩ mình nói thôi mua nhiều quá là sợ tốn tiền quá, cái mình bỏ bớt lại hết một cái đôi kia rồi. Cái này á, giá của nó là 69 đô 60. Đây các bạn coi nè, ở trên này là giá 69 đô ha. Ở dưới này là giá 39 đô, là coi như là 40 đô. Là đôi giày này 40 là tương đương 800 ngàn Việt Nam mình. Các bạn thấy đẹp không? Mình cực kỳ mê những cái mẫu giày cái đế như thế này và kim tuyến như thế này. Mình rất là thích. Rồi bắt đầu tiếp nữa nha. Đây, ngày hôm nay mình có lựa rất là nhiều đôi boot. Mà mình giữ cái đôi boot này với cái đôi boot màu đen. Nhưng mà cái đôi boot màu đen á, thì mình mang nó lại không có vừa. Lý do là cái đôi boot màu đen đó nó chật cái cổ dày á các bạn. Ô, cái cọng dây kéo này cọng dây kéo giả các bạn ơi. Cái phía bên đây là cọng dây kéo mà cái dây kéo giả nha mọi người. Đó. Thì đó, đôi boot này nó cao khoảng tầm 7 phân. Tất á. 7 phân, 8 phân gì đó. Cũng rất là cao. Và cái đế của nó là các bạn, cái đế của nó là cái dạng là đế dày đi đát á. Đi á thì nó sẽ ít trơn hơn. Còn cái mẫu này á là mình chỉ mang đi mùa hè thôi. Tại vì nó trơn lùi à.
Còn cái mẫu này á, mẫu này là mình đi ví dụ như mùa lạnh rồi đó, hoặc là mình đi trên lá rồi mình không có sợ té cắm mặt. À, cái đế này nè, đế nó bám đường ha. Thì cái mẫu này mình mang á, là mang size số 7 các bạn. Mang size số 7. Nhưng mà còn nếu như mà mình mang dày dày như thế này á, những cái mẫu như thế này á, thì mình mang size số 5 rưỡi các bạn. Nãy các bạn có thấy số 5 rưỡi không? Đây nè, số 5 rưỡi nè. Đó, 5 rưỡi. 5 rưỡi hoặc 6. Thì có những cái nhà thiết kế là họ sẽ làm cái mẫu giày nhỏ hơn chút xíu, thì mình mua là size số 6. À, cho nên á, mẫu giày bên đây á, cũng không phải là size nó giống nhau luôn nha các bạn. Giống như cái mẫu này mình mang số 5 rưỡi, là cái này mình không mang vớ nha, là mình mang 5 rưỡi. Nhưng mà còn cái mẫu này nè các bạn, thì á, hồi nãy mình lựa cái đôi màu đen á, nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó không có cái hoa tiết này, nó chỉ là trơn lui luôn thôi. Và cái đế của nó hơi thấp hơn, cái đế ở trước này nó thấp hơn chút xíu. Thì mình mang vô á là size số 6 rưỡi. Giày là mình mang số 6 rưỡi, tại vì á mình phải mang một đôi vớ trong đó nữa để giữ ấm, thứ nhất. Thứ hai nữa là để giữ sạch cho cái đôi vớ, đôi giày nó không có bị hôi và nó không có bị dơ các bạn. Mình phải mang một đôi vớ, mình mang đôi vớ ở phía trong. Có nhiều khi á mình phải mang hai đôi vớ lận, tại vì mình phải giữ ấm cho cái giò mình. Đôi khi cái boot này nó vẫn không có đủ để ấm đâu các bạn. Có như mấy bữa mình mang mấy cái đôi boot của mình á, mình phải mang hai vớ mới chịu nổi. Thì cái mẫu này á, những cái mẫu boot á, mình mang vừa cái chiều dài này á, thì mình lại bị chật cái bề ngang này nè các bạn. Cái bề ngang này nè, cái hồi nãy cái đôi boot màu đen kia á, mình mang rất là đẹp, nhưng mà nó lại bị chật cái chỗ này nè, cái cổ này nè. Khi mà cái giò mình chúi xuống á, khi giò mình chúi xuống như thế này á, thì nó chật ngay chỗ này nè. Đó, nó chật ngay chỗ này rồi nó làm cho mình rất là đau. Cho nên á, mình quyết định là mình lấy số 7. Đây là số 7 nè các bạn. Số 7 á, thì mình mang nó sẽ dư cái, mà thường á giày bên Mỹ là họ sẽ mang dư cái mỏ một chút xíu và dư một cái đế một chút xíu. Và những đôi boot á, người ta nói là giày thừa dép thiếu, thì giày là mình phải mang cho nó dư dư một chút xíu thì mình mới thoải mái và cái giò mình nó không có bị chai các bạn. Nếu như mà các bạn mà sắp định cư Mỹ á, các bạn mà mua những cái đôi giày như thế này á, lần đầu tiên mua á, thì đừng có lựa những cái đôi mà tôi kiểu mà vừa quá là khi mình đi nó sẽ bị chai. Và ở bên đây á, mà các bạn mang giày á, mà các bạn không mang vớ á, cái đôi giày của mình mau dơ lắm, mà nó hôi lắm. Và giày mà các bạn khó giặt lắm, đâu có giặt được, cho nên phải chịu khó mang vớ nha mọi người. Đó, đôi này thì mình mang nó rộng, nhưng mà mình cảm thấy nó rộng cái mỏ, nó đi nó hơi dư cái mỏ là chút xíu vậy nè. Nhưng mà cái bề ngang này mình đi mình cảm thấy rất là dễ chịu. Đó, mình mua được đôi boot cực kỳ ưng ý luôn. Đế, cái đế vừa ý dễ sợ. Và cuối cùng là hai cái áo ngực. Rồi thôi, cái này phần này bỏ qua đi ha mọi người ha. Ok, ngày hôm nay thì mình đã thu hoạch được một mớ đồ, và ưng ý nhất là hai đôi giày các bạn ơi. Cái đôi giày này á, đôi giày này là giá 36 đồng 99 sen các bạn. 36 đồng 99 sen là 40 đồng á. À, xem 40 đồng. Thì giá gốc của nó là 80 mấy đồng, 89 đồng á các bạn. Giá gốc của nó là 89 đồng. Ngày hôm nay là trong các cái đồ này mình mua hai cái này là mắc nhất. Hai cái này là mắc nhất luôn. Bây giờ mình sẽ mang thử cho các bạn xem cái đôi giày này nha. Rất là ưng ý cái mẫu giày này luôn á, nó tôn dáng cực kỳ luôn các bạn. Rộng rãi dễ chịu, cái này mang hai lớp vớ cũng ok luôn. Ok, thôi.
thôi, bây giờ mình sẽ cảm ơn tất cả mọi người và kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình nhớ đừng quên đăng ký, like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình với nha. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye mọi người, bye.